Một bộ bàn tròn được làm từ chất liệu gỗ quý, rất phù hợp cho những không gian nhà có phong cách truyền thống. Và đây là bộ bàn ăn mà em muốn giới thiệu cho mọi người. Một bộ bàn ăn được thiết kế theo phong cách chạm đào. Như mọi người biết thì trái đào tượng trưng cho phong thủy rất là tốt và rất là dễ sử dụng. Về hình tượng, trái đào thể hiện cho sự sung túc đầy đủ và may mắn cho gia chủ khi sở hữu. Và kết hợp với đó là làm từ chất liệu gỗ cẩm lai. Và bây giờ thì em sẽ đi vào chi tiết sản phẩm cho mọi người cùng tham khảo nha. Đầu tiên thì mình sẽ đi vào từng chiếc ghế trước. Hình ảnh chiếc ghế được làm từ gỗ cẩm lai này, kết hợp đó là phần tựa lưng sẽ làm gỗ nu, là nu của gỗ gõ đỏ. Đối với những cái hàng mà gỗ cẩm lai thì Sơn Đông sẽ không có đục chạm nhiều và chạm trổ trên nền gỗ nhiều, nhằm tạo ra cho người xem, người nhìn một cái sức hút bởi những cái đường vân gỗ cẩm lai này. Như mọi người thấy, gỗ cẩm lai thì nổi tiếng về đường vân đẹp và màu sắc của nó rất là đẹp và đặc sắc ha. Thứ hai là về độ quý hiếm, giá trị của sản phẩm của cái loại gỗ này rất là cao, được rất là nhiều quý đại gia ưa chuộng và sử dụng trong thời điểm hiện nay. Rất là nhiều người hỏi bên em là có sử dụng gỗ cẩm lai của Nam Phi không, thì xin thưa là sẽ không có sử dụng gỗ cẩm lai của Nam Phi, bởi vì gỗ của Nam Phi sẽ không có chất lượng và đẹp bằng gỗ của cẩm lai Việt Nam mình, hay là Campuchia, Lào, nước Đông Nam Á mình ha. Và bây giờ thì để xem cái chiếc ghế này ngồi có thoải mái hay không thì em sẽ ngồi thử vào cho mọi người cùng xem nha. Khi mà mình tựa lưng vào á thì rất là dễ chịu, bởi vì khi mà mọi người nhìn ngang á thì cái phần tựa lưng nó sẽ làm cong theo sống lưng của mình, và cái phần mặt ngồi thì rất là to, mình có thể ngồi thoải mái như thế này đó. Và bàn thì có kích thước rất là lớn, khi mà mọi người mua sẽ được tặng một cái mâm xoay như thế này, dễ tiện dụng. Đến phần yếm bàn, cái này thì cũng không có được chạm sâu như là những cái sản phẩm cổ điển, bởi vì để tạo nên cho cái sản phẩm có những cái đường vân đẹp nhất phải xô ra cái đường vân như thế này này đó. Đó là giá trị của sản phẩm và giá trị của cái gỗ cẩm lai này. Về phần chân của bàn á thì làm rất là chắc chắn, với 4 trụ phụ và 1 trụ chính ở chính giữa, tạo cho cái khi mà người nhìn vào thì sẽ cảm giác là cái bàn này rất là chắc chắn và nâng đỡ được một chiếc bàn như thế này. Và bộ bàn ăn cẩm lai bao gồm một bàn và 8 ghế như thế này, được bán với giá niêm yết là 139 triệu đồng, hiện tại đang được trưng bày tại 783 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mà mọi người có thắc mắc hay là muốn biết thêm về những cái sản phẩm khác thì hãy alo em qua số 0938 200 165 để có thể tư vấn và hỗ trợ cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.